quân lạnh tôn màu AZ150 của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 20 năm. Quý vị và các bạn thân mến, Quốc Việt xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tường thuật cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 29 năm 2017 non sông liền một giải. Chương trình do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của nhà tài trợ chính Tôn Đông Á. Ngày hôm nay thì đoàn đua thi đấu chặng thứ 13 từ Quy Nhơn Bình Định về Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, một chặng đua ngắn, nhưng trong các hành trình trước đây của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thì chặng đua này luôn diễn ra những sự kiện lớn, đặc biệt là ảnh hưởng đến chiếc áo vàng cũng như là giải đồng đội. Chúng ta sẽ theo dõi tường thuật chặng đua này để chờ đợi xem liệu Nguyễn Văn Dương có bảo vệ được chiếc áo vàng của mình hay không, và có sự thay đổi nào trên bảng tổng sắp đồng đội hay không. Trước khi bước vào thi đấu chặng thứ 13, đại diện ban tổ chức đoàn đua cúp truyền hình và đại diện các đội đã thành kính dâng hương lên tượng đài Hoàng đế Quang Trung. Đường hôm nay thì cũng có dốc và dốc dài, dốc nặng. Thì em nghĩ bên Đồng Tháp họ mạnh về cái sở trường đó thì họ sẽ tấn công, thì bên em thì sẽ cố gắng theo sát các đối tượng để hạn chế cái khoảng cách khi về đích. Các đội mà có khả năng cạnh tranh áo vàng sẽ tấn công để nhằm thôi ngắn cách biệt khoảng trên thời gian tổng sắp cá nhân để có thể tính tới phương án mà cho trận đồng đội để có thể giành chiếc áo vàng của tay đua Nguyễn Văn Dương. Dương cũng sẽ tiếp tục đeo bám các vận động viên có thứ hạng tranh chấp, và nói chung Đồng Nai, Ba Lai Đồng Nai cũng sẽ cố gắng bằng mọi giá giữ cái áo vàng về tới Nha Trang. Vào lúc 8 giờ thì đoàn đua chia tay thành phố Quy Nhơn. Một buổi sáng có thể nói rằng thời tiết nắng nóng khá sớm. 8 giờ 5 phút đoàn đua chính thức xuất phát. Chặng đường chưa đầy 100 cây nhưng rất nhiều những con dốc dài, những đoạn gió ngang hướng về thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Còn hai chặng đường trường trước khi về đến thành phố Nha Trang để thi đấu chặng đua đồng đội thính giờ then chốt. Các đội đều muốn rút ngắn khoảng cách của mình ở giải cá nhân so với áo vàng Nguyễn Văn Dương và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng đồng đội. Trong vòng khoảng chừng 20 km đầu là đoạn đường nhiều dốc dài, có dốc leo và có dốc đổ, và cả những cơn gió tạt ngang từ biển vào. Đây là đoạn đường lợi thế cho các tay đua có khả năng đi trên đường đèo dốc như các vận động viên của Dược Domestico Đồng Tháp. Họ sẽ cố gắng thu ngắn cách biệt 2 phút 26 giây so với các tay đua của quân khu 7 trên bảng xếp hạng đồng đội. Các tay đua Anh Văn, Hội Việt Mỹ, rồi Dược Domestico Đồng Tháp cũng như là quân khu 7 và cả gạo hàng ông Trận Giang thể hiện rõ ý đồ của mình muốn chơi tấn công ở trong chặng đua này. Nhưng còn cách quốc lộ 1 khoảng chừng 10 km thì đoàn đông lại nhập lại chung thi đấu trong một top, chưa có một đợt tách top nào thành công. Gần ra tới quốc lộ 1 thì có 6 tay đua đã thoát ra khỏi được đoàn đông ở phía sau. Một tay đua của Anh Văn, Hội Việt Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, người mang số đeo số 6 là Trương Nguyễn Thanh Nhân. Ở trong top này các tay đua còn lại có Nguyễn Minh Tâm của Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Văn Cường của gạo hàng Ngọc Trần Giang và Trần Nguyễn Minh Trí của Dược Domestico Đồng Tháp. Tốc độ của top 1 đi khoảng 50 km một giờ, một tốc độ rất cao ở điều kiện mặt đường có những đoạn dốc nhẹ và nắng nóng cũng như là gió tạt ngang. Một tay đua khác của Bylife Đồng Nai ở trong top này là Lường Văn Sinh, người cũng đã từng khoác chiếc áo trắng của các chặng đua giai đoạn đầu của cúp truyền hình năm nay. Chúng ta chờ xem ý đồ của các đội là như thế nào, nhưng thấy rõ là Dược Domestico Đồng Tháp đã đưa một mũi nhọn ở lên trên top đầu,
là Trần Nguyễn Minh Trí. 8 giờ 40 phút thì tốc độ của đoàn đua đã rẽ vào đường quốc lộ 1 để tiếp tục thi đấu chặng thứ 13. Với việc An Giang và Đồng Tháp có vận động viên ở trên tốc đầu thì các tay đua của quân khu 7 buộc phải nỗ lực tấn công trong đoạn đường tiếp theo. Chín giờ 5 phút thì tốc đầu của đoàn đua đi qua khu vực dốc Găng, một trong những con dốc dài và nặng nhất của lộ trình chặng đua hôm nay. Đây là địa phận sông Cầu. Chúng ta thấy là khán giả đã ra theo dõi đoàn đua rất đông. Top 1 và top 2 đã có khoảng cách đáng kể, ngoài 1 phút 30 giây. Ở trong nhóm này thì chúng ta thấy là không có những tay đua được coi là chuyên gia leo đèo. Ở trong nhóm này thì có thể nói rằng chỉ có Quang Văn Cường là được đánh giá cao nhất. 9 giờ 15 phút ở gành đỏ, các vận động viên thi đấu sprint dọc đường duy nhất ở chặng đua này. Vâng, lợi thế trên nước rút của Thanh Nhân, anh Văn Hồ Việt Mỹ đã giúp anh thắng sprint này. Khoảng cách giữa top 1 và top 2 đến đoạn đường này, tức là cách đích tại Tuy Hòa khoảng chừng 40 km đã được tạo ra là 2 phút 30 giây. Đoàn đua lúc này sẽ nhỏ ra thành 3 top. Các tay đua mạnh ở trong top đông phía sau đang trên mảnh nhỏ của các bạn, họ đang mở tốc độ. Quân khu 7 sẽ không để cho Dược Domesco Đồng Tháp thực hiện được thành công ý đồ chiến thuật của mình. Và chúng ta thấy là các tay đua gạo hạt Ngọc Trời An Giang ngày hôm nay chơi rất quyết liệt. Tốc độ đoàn đua đi quá nhanh. Có thể nói rằng đến đích Tuy Hòa sẽ sớm hơn dự kiến của ban tổ chức. Họ luôn đi trên 45 km một giờ. Huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt đã tung ra rất nhiều mũi tấn công trong những ngày thi đấu đường trường vừa qua. Các chặng đường trước là Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài, bây giờ là Trương Nguyễn Thanh Nhân. Một tay đua giàu kinh nghiệm và có khả năng đeo bám rất tốt. Trương Nguyễn Thanh Nhân vẫn đi rất đều chân ở trong tốc đầu với tốc độ hơn 42 km một giờ. Nắng bắt đầu gai gắt hơn và gió càng nặng hơn. Thử thách ở trong top 1 chúng ta thấy là không có lực lượng mạnh để có thể tạo ra sự đột phá, nên các tay đua của quân khu 7 đành chấp nhận đeo bám ở trong top 1 này thôi. Xin nhắc lại là ở bảng thành tích đồng đội thì quân khu 7 đang dẫn đầu. Họ hơn đội Dược Domesco Đồng Tháp ở vị trí thứ nhì là 2 phút. Top 1 và top 2 cách nhau 1 phút 10 giây. Quân khu 7 có một vận động viên ở trong top này, đó là Cao Trung Hiếu. Dược Domesco Đồng Tháp có một vận động viên. Đội An Giang ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đồng đội có một vận động viên mang số 63 là Quang Văn Cương. Nói về tranh chấp đồng đội thì anh Văn Hội Việt Mỹ thành phố Hồ Chí Minh còn cách khá xa nhóm dẫn đầu. Họ cách tới 5 phút 15 giây. Nhưng rõ ràng là các tay đua anh Văn Hội Việt Mỹ thành phố Hồ Chí Minh vẫn rất nỗ lực để cải thiện cá nhân lẫn đồng đội. Hiện tại thì trong top 1, quân khu 7, Dược Domesco Đồng Tháp và gạo hạt Ngọc Trời An Giang đang hòa nhau. Mỗi đội có một vận động viên. Chờ đợi những diễn biến ở trong top 2 mới là điều hấp dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ ra phía sau cùng các vận động viên ở top 2 có khoảng cách 1 phút 10 giây so với top đầu. Trong khoảng chừng 35 km cuối, chắc chắn là top 2 sẽ có thêm nhiều diễn biến để nhập vào top 1. Lúc này thì khoảng cách của họ càng ngày càng thu ngắn so với top đầu. Các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp, anh Văn Hội Việt Mỹ và gạo hàng Ngọc Trời An Giang tiếp tục tấn công, nhưng áo vàng Nguyễn Văn Dương vẫn đi rất an toàn ở trong đoàn đông. Một lần nữa chúng ta cho thấy được sự khéo léo trong thi đấu của Nguyễn Văn Dương. Nguyễn Văn Dương rất tinh quái khi mà anh quyết định nhấn bàn đạp theo các vận động viên bứt phá ra, thì đó sẽ là những top mà Nguyễn Văn Dương có sự lựa chọn khôn ngoan để anh không bị mất sức và để đủ thời gian theo kịp với các tay đua ở trong top đầu. Đó là khả năng quan sát, khả năng
nhận biết chiến thuật, đọc chiến thuật, đường đua rất tốt của tay đua mới 19 tuổi. Quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ 35 phút thì đoàn đua còn cách khu vực đích đến ở Tuy Hòa khoảng chừng 25 km. Top đầu của đoàn đua vẫn với 6 tay đua, nhưng họ tách ra từ ở trong khu vực địa phận tỉnh Bình Định. 10 giờ 5 phút khi còn cách đích đến tại Tuy Hòa chừng 10 km thì 3 tay đua ở trong top 2 đã nhập vào ở trong top đầu. Các tay đua ở trong top 2 xuất ra để nhập vào top đầu gồm có Đỗ Tuấn Anh, Minh Luận của Cycling Vĩnh Long và một tay đua khác mang số đeo 72. Đó là Phạm Minh Triết của Bảo vệ Thực vật An Giang. Như vậy top đầu đã từ 6 vận động viên thoát ra từ giai đoạn 15 km, 20 km đầu tiên. Bây giờ số lượng lên thành 9 vận động viên. Có thể những vận động viên này sẽ là những người thi đấu nước rút ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đoạn đường còn lại rất ngắn, top 2 ở phía sau có vẻ như là không tăng tốc đuổi theo top đầu, bởi các vận động viên này không có tranh chấp áo vàng, họ đều nằm ngoài khu vực tổng sắp chừng 7 đến 8 phút. Tuy nhiên có thể nói rằng các vận động viên ở trong top này là con bài chiến thuật của ba đội Quân khu 7, Dược Domesco Đồng Tháp và Gạo Hạng Ngọc Trời An Giang để đánh nội dung đồng đội. Tạm thời thì ba đội mạnh nói trên xem như đã hòa nhau ở trong tính toán khi còn cách đích đến tại thành phố Tuy Hòa chỉ 10 km. Bây giờ thì chúng ta có thể chú ý tới vận động viên mang số đeo 41, Đỗ Tuấn Anh của Calitos Đồng Tháp, ông vua nước rút một thời của xe đạp đường trường Việt Nam. 5 chiếc áo xanh trong bộ sưu tập của Đỗ Tuấn Anh đã nói lên tất cả. Ở phía sau thì áo vàng Nguyễn Văn Dương và các tay đua mạnh khác kèm kẹp nhau quá chặt. Trên mảnh nhỏ, quý vị các bạn, là tay đua Đỗ Tuấn Anh của Calitos Đồng Tháp. Năm nay Đỗ Tuấn Anh thi đấu cho đội hình 2 của xe đạp đường trường Đồng Tháp. Nhưng chúng ta hãy coi những gùn chân của Đỗ Tuấn Anh vẫn còn rất đều đặn, vẫn còn rất tốt. Đỗ Tuấn Anh đang đứng ngoài cuộc tranh chấp áo xanh, nhưng thoát ra khỏi được ở trong top 2 thì Đỗ Tuấn Anh đương nhiên là rất hy vọng mình có thể có được những pha nước rút thật đẹp mắt ở đích đến tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Một đoạn đường nước rút rất dài, rất rộng. Lúc này thì đoàn đua chỉ còn cách đích đến khoảng 3 km nữa thôi. Câu trả lời cho trận đua này, ai sẽ là người thắng trận? Một trận đua ngắn nhưng nhiều diễn biến hấp dẫn. Và đặc biệt chúng ta thấy là trong 95 km từ Quy Nhơn về Tuy Hòa thì đường gió ngang gió ngược, rất nhiều đoạn khó chịu và nắng đang rất gay gắt. Đây là đoạn đường các vận động viên đã hết tiếp tế, họ sẽ phải sử dụng tất cả những gì mình có, năng lượng còn lại ở trong cơ thể và cả những tính toán về mặt truyền thông nữa. Tốc độ của đoàn đua đi trên 45 km một giờ, đó là các tay đua ở trong top đầu. Ở phía trước họ là một vòng xoay khá lớn. Đối với những người con của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thì sẽ nhận ra ngay họ còn cách đích đến chỉ 2 km nữa thôi. Năm nào cũng vậy, khi về đến thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thì trong diễn biến của đường đua luôn rất hấp dẫn và luôn có nhiều sự thay đổi. Năm nay thì chúng ta không thấy được cuộc tranh chấp áo vàng, nhưng có thể nói rằng cuộc chiến đồng đội rất gay gắt. Chỉ còn cách đích đến khoảng chừng 1.500m nữa thôi. Hãy nhìn tính toán, hãy nhìn động thái của các tay đua. Trương Nguyễn Thanh Nhân tay đua mang áo số 6 vừa mới uống một ngụm nước. Anh ngoái đầu lại ở phía sau, nhìn xem sự tính toán của các tay đua khác như thế nào. Xe đạp thành phố Hồ Chí Minh có 2 vận động viên ở trong top này, Trương Nguyễn Thanh Nhân và Nguyễn Minh Tâm mang số đeo 12. Đó là cú tăng tốc của các vận động viên. Trần Nguyễn Minh Trí đuổi theo Nguyễn Minh Tâm.
Ngay phía sau là một vận động viên khác của Bảo vệ thành phố An Giang. Các tay đua xếp thành hàng một để tranh đấu nước rút. Đỗ Tuấn Anh, Đỗ Tuấn Anh là tay đua đi ở vị trí sau cùng ở trong top 1 này. Đã có pha tranh chấp, chúng ta hãy chờ xem. Và bây giờ thì chúng ta đang chờ đợi các tay đua sẽ tăng nước rút và tấn công như thế nào. Các tay đua đã bước vào vòng xoay giữa Hùng Vương và Trần Phú và chỉ còn cách đích đến vài trăm mét nữa mà thôi. Nhóm tay đua này vẫn đang rất là đều chân và họ sẽ thực hiện những pha nước rút về đích. Và trong số này thì chúng ta cũng có thể để ý rằng những tay đua như là Đỗ Tuấn Anh hoặc là Nguyễn Minh Luận, Trần Nguyễn Duy Nhân của Anh Văn Hội Việt Mỹ thành phố Hồ Chí Minh đều là những tay đua đang có nước rút tốt. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem ai sẽ là người giành chiến thắng ở chặng đua thứ 13 này. Lúc này Đỗ Tuấn Anh vẫn đang làm đầu máy kéo phía trên và các tay đua đang thực hiện pha nước rút. Những pha nước rút phải nói là rất nhanh. Và tất cả chúng ta hãy chờ xem tay đua nào. Có lẽ Đỗ Tuấn Anh. Như vậy là các tay đua ở nhóm đầu tiên cũng đã về đích một cách thành công. Và tiếp theo những tay đua còn lại cũng nhanh chóng về đích. Đây là nhóm 2 của đoàn đua. Và đấy, lúc này thì chúng ta cũng có thể thấy tốc độ của đoàn đua đi và nó là rất nhanh. Ngày hôm nay dự kiến ban tổ chức cũng ban điều hành cuộc đua dự kiến rằng cũng phải tới 10 giờ 20 hoặc là 10 giờ 30 các tay đua mới về đến đích tại thành phố Tuy Hòa. Chúng ta hãy cùng xem lại pha nước rút tấn công của tất cả các vận động viên ở trong nhóm đầu. Như vậy là Đỗ Tuấn Anh, chúng ta cũng có thể thấy Đỗ Tuấn Anh, ông vua nước rút một thời của xe đạp Việt Nam. Xin chào em. Xin chào em. Chúc mừng em đã thắng một chặng đua. Em tách ra ở top 2, phải nói rằng rất là căng thẳng, đúng không? Anh thấy là ba vận động viên ở top 2 đu vào được top 1 rất là khó. Em đã tính toán như thế nào thắng được một cái chặng đua, phải nói rằng mang lại một cái liều sức mạnh tinh thần rất là tốt cho em cũng như là đồng đội Đồng Tháp. Thì khi tất cả ba vận động viên thì trong đó em là người tâm sóc thấp nhất để cho vận động viên Nguyễn Minh Luận và Phạm Minh Chiết bọc xích để đưa vào nhóm 1, và em cũng đã phụ hai tay đua đó để bước vào nhóm 1 để về mục đích để tranh cúp với các vận động viên ở nhóm đầu, và em đã thắng các vận động viên ở nhóm đầu. Tuấn Anh chắc là rất là xúc động, lâu lắm rồi bạn mới thắng lại một chặng đua, cảm xúc của bạn như thế nào? Cảm xúc mà em nay rất vui và đã từ 2-3 năm nay em đã chiến thắng lại nhất chặng cúp truyền hình. Đỗ Tuấn Anh có thể cho biết là trong ngày hôm nay cái chiến thắng này có nằm ở trong tính toán của bạn và đồng đội ở trong Calitos Đồng Tháp hay không? Thì nói chung hôm nay thì ban huấn luyện đặt mục tiêu của tụi em ra là chủ yếu là giữ các vận động viên để về chung chùm, nhưng đã tách ra được thì Đỗ Tuấn Anh đã xúc được nhóm đầu và đã về chiến thắng chạm hôm nay. Đỗ Tuấn Anh có thể cho biết là tốc độ nước rút của bạn hồi nãy đạt maximum là bao nhiêu hay không? Maximum là 76. 76 km trên giờ. Chúc mừng Đỗ Tuấn Anh. Rừng càng già càng cay. Chúc bạn thi đấu thật tốt các trận tiếp theo. Xin cảm ơn Tuấn Anh. Từ nhóm 2 lên nhập vô nhóm 1 rồi về đích. Nói chung là cũng còn cái phong độ của cái nhóm đó thì Tuấn Anh vẫn là lợi thế hơn. Nhưng mà vượt Đông Cồn Tháp thì hôm nay xua đuổi khi qua đường rầy cách đích có khoảng 4 cây thì lại là Quốc Cường lại bế bánh. Cho nên là cái đồng đội lại là thuộc thua xa lợi trong cái cạnh tranh cái đồng đội chung cuộc của các đội. Vận động viên Phạm Quốc Cường đã bị bể bỏ. Thì đây là một yếu tố là không may mắn cho Đồng Tháp. Thì các đội trên vẫn duy trì tốc độ. Thì vận động viên Cường này đã giãn ra khoảng 1 phút 40 mấy giây so với top đó. Nên là Đồng Tháp là bị mất đi một cái quỹ thời gian là rất là đáng quý trong cái tranh chấp đồng đội nữa. Bao giờ cũng vậy, khi cúp truyền hình thực hiện lộ trình thi đấu xuyên Việt thì thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũng là một điểm đến rất tuyệt vời. Và ngày hôm nay chúng tôi đã có một chặng đua thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Phú Yên và lãnh đạo thành phố Tuy Hòa.
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị khán giả, nơi đoàn đua đi qua và dừng chân thì nhà tài trợ chính công ty cổ phần Tôn Đông Á luôn có những chương trình thiện nguyện, và ngày hôm nay nhà tài trợ sẽ trao 25 suất học bổng trị giá mỗi suất là 2 triệu đồng cho các trẻ em học sinh nghèo hiếu học và vượt khó của tỉnh Phú Yên. Chúng ta đang thấy 25 em học sinh nghèo hiếu học của tỉnh Phú Yên trên khu vực lễ đài để trao học bổng cho 25 học sinh nghèo hiếu học của tỉnh Phú Yên. Chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Phước Hoài Chương, giám đốc truyền thông của công ty cổ phần Tôn Đông Á lên trao học bổng cho các em. Ở cuộc đua năm nay, công ty cổ phần Tôn Đông Á dành hơn 1 tỷ đồng để thực hiện các chương trình thiện nguyện của mình. Xin cảm ơn ông Nguyễn Phước Hoài Chương và hy vọng với những suất học bổng như thế này thì các em sẽ tiếp tục vượt khó, học giỏi và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tiếp theo chương trình sẽ là phần trao thưởng cho các vận động viên và các đội đạt thứ hạng cao ở chặng đua thứ 13. Đầu tiên là giải thưởng dọc đường. Chúng tôi xin mời ba vận động viên Lường Văn Sinh của Bay Lai Đồng Nai hạng 3, hạng 2 Hoàng Văn Cường hạng Ngọc Trời An Giang và hạng nhất Trương Nguyễn Thanh Nhân của Anh Văn Hội Việt Mỹ thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức kính mời ông Nguyễn Đình Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Phú Yên lên trao giải thưởng dọc đường cho ba vận động viên có thành tích tốt nhất. Xin nhắc lại, hạng 3 tay đua Lường Văn Sinh của Bay Lai Đồng Nai, hạng 2 Hoàng Văn Cường của Hàng Ngọc Trời An Giang và hạng nhất Trương Nguyễn Thanh Nhân, Anh Văn Hội Việt Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng thành tích của ba vận động viên và cảm ơn ông Nguyễn Đình Thu. Tiếp theo là 5 vận động viên có thành tích tốt nhất khi về đích tại thành phố Tuy Hòa. Hạng 5, mời tay đua Trần Nguyễn Minh Trí, dược Domesco Đồng Tháp. Hạng 4, Hoàng Văn Cường, Hạc Ngọc Trời, An Giang. Hạng 3, Trương Nguyễn Thanh Nhân, Anh Văn, Hội Việt Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Hạng 2, Nguyễn Minh Luận, Premium Sailing, Vĩnh Long. Và hạng nhất xin chúc mừng tay đua Đỗ Tuấn Anh của Calistos Đồng Tháp. Tại thành phố Tuy Hòa thì ban chủ nhiệm của xe đạp phong trào Phú Yên có phần thưởng riêng cho ba tay đua nhất nhì ba. Xin mời đại diện cho hội xe đạp phong trào của thành phố Tuy Hòa lên trao thưởng cho ba vận động viên. Chúng ta đang nhận thấy tình cảm của hội xe đạp phong trào tỉnh Phú Yên cũng như thành phố Tuy Hòa đang trao thưởng cho ba vận động viên đạt thứ hạng cao khi về đến thành phố Tuy Hòa. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin kính mời ông Đoàn Đình Khôi Nguyên, giám đốc kinh doanh của công ty cổ phần Tôn Đông Á, trao thưởng cho 5 vận động viên đạt thứ hạng cao nhất ở chặng đua 13. Ở cuộc đua năm nay thì giải thưởng từng chặng đua với giá trị rất cao. Hạng nhất lên đến 10 triệu đồng. Chúng tôi xin nhắc lại thành tích của 5 tay đua về đầu. Đó là hạng 5 Trần Nguyễn Duy Nhân, hạng 4 Quảng Văn Cường, hạng 3 Trương Nguyễn Thanh Nhân, hạng 2 Nguyễn Minh Luận và hạng nhất Đỗ Tuấn Anh. Thời gian người về đầu là 2 giờ 17 phút 51 giây. Xin chúc mừng thành tích của 5 vận động viên và cảm ơn ông Đoàn Đình Khôi Nguyên. Tiếp theo là phần trao thưởng ở giải đồng đội.
Chúng tôi xin mời hạng 3, hạng Ngọc Trời An Giang, hạng 2, Anh Văn Hội Việt Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh và hạng nhất xin chúc mừng ekip Quân khu 7. Chúng tôi xin kính mời ông Hồ Văn Tiến, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Phú Yên lên trao thưởng cho 3 đội đạt thành tích tốt nhất ở chặng đua thứ 13. Xin chúc mừng thành tích 3 đội và xin cảm ơn ông Hồ Văn Tiến. Sau 13 chặng đua, tay đua Nguyễn Văn Dương của Bylai Đồng Nai tiếp tục bảo vệ thành công chiếc áo vàng của mình. Chúng tôi mời tay đua Nguyễn Văn Dương bước lên bục nhận thưởng và trân trọng kính mời đồng chí Phan Đình Phùng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên mặc chiếc áo vàng danh giá cho tay đua Nguyễn Văn Dương. Nguyễn Văn Dương là một tay đua trẻ đang khoác áo Bylai Đồng Nai và đây cũng là lần đầu tiên anh tham dự cúp truyền hình nhưng đang có được một thành tích rất tuyệt vời. Xin cảm ơn đồng chí Phan Đình Phùng và xin chúc mừng thành tích của tay đua Nguyễn Văn Dương. Chặng đua ngày mai là một chặng đua có ngọn đèo cả đi về Nha Trang và hiện giờ em đang giữ chiếc áo đỏ thì đó cũng là mục tiêu của cả đội và bản thân em. Riêng về các đối thủ thì em nhận xét thì thấy có các bạn nông viên ngoại binh và các đàn anh như Lê Ngọc Sơn hoặc là Nguyễn Trường Tài thì là các bạn nông viên có tố chất leo đèo tốt và có thể cạnh tranh được nhiều tình huống hoặc là các tình huống xảy ra thì các bạn nông viên này có thể xử lý được. Thưa quý vị và các bạn, chặng đua thứ 13 từ Quy Nhơn về Tuy Hòa đã chứng kiến sự xuất sắc của tay đua Đỗ Tuấn Anh. Và ngày mai trong chặng thứ 14 từ Tuy Hòa về thành phố Nha Trang sẽ chứng kiến cuộc chiến áo đỏ bùng lên rất dữ dội khi trong hành trình có leo đèo cả. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi chương trình tường thuật cúp truyền hình diễn ra vào lúc 15:20 trên kênh HTV9 và 17:00 trên kênh HTV Thể thao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của nhà tài trợ chính Tôn Đông Á. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Những vòng quay thần tốc, những pha nước rút hoàn hảo, những tay đua kiên cường, tất cả cho một mục tiêu, trở thành chủ nhân của chiếc áo vàng chung cuộc. Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 29, 20 chặng đua, tổng lộ trình hơn 2.000 km. Kịch tính và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết với sự góp mặt của Thủy Tiên. Danh hiệu áo vàng chung cuộc sẽ gọi tên ai và đội đua nào sẽ bước lên bục cao nhất? Đón xem cúp truyền hình diễn ra ngày 23, 24 tháng 4 tại thành phố Nha Trang trên kênh HTV9, HTV7 và HTV Thể thao.